Tết Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Vĩnh Hồ và Lê Hương xin chào quý vị khán giả. Chúc cho quý vị sẽ có một năm thật là dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Đây quý vị nhìn nè, phim trường của chúng ta ngày hôm nay cũng là một cái món quà mà chúng tôi gợi ý cho quý vị. Những cái sản phẩm mà Tết năm nay mình về quê, mình sẽ mua gì cho ông bà cha mẹ của mình đây? Quý vị nghĩ sao về những cái món quà mà liên quan đến sức khỏe ạ? Chị thấy sao? Nói chung tặng nhau sức khỏe bao giờ cũng là điều quý giá và chúng ta sẽ tặng xuyên suốt quanh năm chứ không phải là chỉ riêng dịp Tết phải không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà Tết Nhâm Dần năm nay thì sẽ có rất nhiều điều đặc biệt. Đặc biệt bởi vì chúng ta đang thấy là sức khỏe của chúng ta sẽ hồi phục dần dần này đúng không ạ? Rồi đó một năm mới dồi dào hơn nữa này. Thế thì khi mà gặp nhau đầu năm á, quý vị có thích là mình sẽ có những cái món quà thay cho những cái lì xì không? Và chúng ta sẽ có một cái combo ngày hôm nay để mình có thể là tặng nhau trong đầu năm mới. Và hôm nay chính là chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hươu của Hàn Quốc được giảm khủng trong chương trình đặc biệt này tới 460.000 đồng nha. Đúng rồi thưa quý vị, giảm đến 460.000 đồng cho cái dòng sản phẩm ngày hôm nay. Quý vị hình dung như thế này, bình thường á, với một cái bộ sản phẩm bao gồm là hai hũ chiết xuất cao hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hươu ngày hôm nay đó, bình thường ra thị trường phải là 1.000.000 cho một cái hộp gồm hai hũ như thế này. Nhưng mà hôm nay chúng tôi gửi cho quý vị một mức giá cực kỳ siêu tiết kiệm luôn. Chỉ còn là bao nhiêu ạ? 599.000 đồng. Mà mình còn nhận thêm quà tặng là gì? Thêm 20 chai nước uống đông trùng hạ thảo ngày hôm nay nữa. Sản phẩm chính và sản phẩm quà tặng đều là những sản phẩm đến từ Hàn Quốc hết quý vị nha. Đúng rồi ạ. Nhưng mà duy nhất chỉ có trong ngày là gì ạ? 10 tháng 1 cho tới 10 tháng 2 năm 2022 thôi. Cho nên là quý vị tranh thủ đặt hàng, gọi điện thật nhanh lên VTV Win Đài nha. Tết Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Quà Tết về quê, giá tốt về nhà. Mừng Tết Nhâm Dần ngày hôm nay, chúng tôi mang đến cho quý vị là một hộp bao gồm hai hũ chiết xuất hồng sâm nhung hươu ngày hôm nay, giảm đến 45%. Giá nhà cung cấp là 999.000 đồng thì hôm nay chỉ còn có 599.000 đồng. Mà quà tặng ngày hôm nay cũng là những món quà đến từ Hàn Quốc, 20 chai nước uống đông trùng hạ thảo. Đã giảm giá lại còn có rất nhiều quà tặng để làm gì ạ? Để chúng ta có thể có quà về quê này với mức giá rất tốt nhưng duy nhất một lần trong năm thôi. Chỉ có trong dịp này thôi ạ. Giảm đến 45%, mức giá nhà cung cấp là 999.000 đồng. Bây giờ mua ngay lúc này, giá siêu ưu đãi chỉ có 599.000 đồng thôi. Nếu mua đơn thứ hai sẽ còn 569.000 đồng, mua đơn thứ ba sẽ còn 539.000 đồng. Những mức giá phải nói là ưu đãi rất khủng cho một loại thực phẩm quý để chúng ta có thể hỗ trợ phục hồi sức khỏe, chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi từ Hàn Quốc. Và trong đó có cả chiết xuất nhung hươu rất là tốt ạ. Có rất nhiều các cái loại thảo mộc bên trong như táo đỏ, ngải cứu, gừng, quế, cam thảo, rễ các loại cây cắt cánh, địa hoàng, hương thảo, mật ong. Cho nên là uống vào vị rất là dễ chịu và sẽ bồi bổ cơ thể của chúng ta. Và quý vị có nhớ rằng là trong dân gian của mình đó, hồng sâm và nhung hươu được quy vào tứ đại danh dược. Hồng sâm 6 năm tuổi thì đặc biệt rất là giàu saponin nè, giúp tăng cường sức khỏe, hạn chế lão hóa nè. Còn nhung hươu thì bổ dưỡng với nhiều axit amin, nguyên tố vi lượng, các khoáng chất bồi bổ cơ thể. Đây là một thực phẩm quý giúp phục hồi sức khỏe cho chúng ta. Dinh dưỡng khỏe mạnh tại gia. Hôm nay chúng ta sẽ có chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi từ Hàn Quốc kết hợp với nhung hươu quý hiếm, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và rất là cô đặc, cho nên chúng ta sẽ thấy giữ được rất là nhiều dưỡng chất cho sức khỏe, vị thơm ngon lại rất là dễ uống. Nhanh tay sở hữu trong khung giờ đặc biệt này quý vị nhé. Quý vị thân mến, có thể nói rằng là vào những cái dịp một cái chương trình đặc biệt như thế này thì bản thân VTV Hyundai cũng phải lựa chọn rất là kỹ những sản phẩm nào để gửi đến cho quý vị. Tại sao mà hôm nay chúng tôi lại mang đến cho quý vị một dòng là chiết xuất cao hồng sâm có thành phần nhung hươu ở bên trong? Quý vị hình dung như thế này nè, mình nghe tới cái chữ cao hồng sâm đó là quý vị phải hình dung là rất là nhiều từ cái củ nhân sâm tươi, và họ phải làm sao ra thành một cái hồng sâm, rồi từ hồng sâm rất nhiều mới chế ra được là một cái hũ cao như thế này. Nên là mình thấy là cái hàm lượng dinh dưỡng của nó rất là cao. Mà quý vị để ý đi, vào những cái dịp Tết nha, mà mỗi ngày người trong gia đình của mình đó chị Hương,
thương, khuấy một chút xíu, làm một chút xíu với cái sản phẩm ngày hôm nay. Thì nói thật là sức khỏe gia đình của mình á, tự nhiên là được bồi bổ sức khỏe hàng ngày. Mà họ hỏi thật quý vị nè, vào những cái dịp này, vào những cái biến động của xã hội trong cái thời gian vừa qua, thì có phải rằng là sức khỏe luôn là cái mà chúng ta quan tâm hàng đầu hết không ạ? Đó là lý do mà tại sao hôm nay Hầu nghĩ rằng là ai đang theo dõi chương trình này đừng bỏ qua sản phẩm ngày hôm nay đến từ Hàn Quốc quý vị nha. Chúng ta nói về vấn đề một chút xíu ạ. Thực ra sức khỏe của chúng ta ấy, thì mỗi một cái độ tuổi nó sẽ có những cái biến động khác nhau. Đúng rồi. Có thể là lúc nào mình cũng thấy mình khỏe mạnh thì rất là may mắn và hạnh phúc rồi, phải không ạ? Thế nhưng mà với những người lớn tuổi thì cái giai đoạn để bảo vệ sức khỏe thực ra là qua rồi. Và bây giờ chỉ là cái giai đoạn để bồi bổ thôi. Có nghĩa là dù quá trình lão hóa xảy ra, dù tuổi tác có lớn lên thì chúng ta vẫn sẽ có những cái thực phẩm bổ sung để chúng ta có thể bồi bổ cho cơ thể và mang lại nhiều dưỡng chất. Đúng thì rồi. Người Hàn Quốc á, người ta thường dùng là gì ạ? Là hồng sâm đủ 6 năm tuổi. Đó, và quý vị thấy này, khi mà cuối năm như thế này á, cái thời tiết á, ở nhiều khu vực khác nhau nó sẽ biến đổi. Ví dụ như là giao mùa thì có thể đang nóng thành lạnh. Đấy. Đúng không? Cuối năm là sẽ rét rét này, rồi thậm chí là mưa phùn này. Dễ bệnh lắm đó nha chị. Rồi thậm chí là chúng ta sẽ có các cái bữa ăn, đúng không ạ? Cuối năm mình sẽ ăn uống, mình sẽ coi như là chia tay năm cũ. Rồi thậm chí là tiệc đón chào năm mới. Cái thói quen ăn uống của chúng ta sẽ là gì ạ? Mình sẽ có những cái đồ ăn có thể là dầu mỡ chiên giòn. Rồi thậm chí là những cái món ăn mà đôi khi nó sẽ đọng lại những cái chất không tốt cho sức khỏe. Đúng cho rồi. Nên là chúng ta lại càng cần phải làm sao để cho cơ thể của chúng ta có cơ hội được thải độc. Đúng rồi. Và quý vị biết rằng là giải pháp ngày hôm nay mà chúng tôi đem đến cho quý vị là gì? Là một sản phẩm mà người Hàn Quốc họ tin dùng. Một cái dạng là chiết xuất cao hồng sâm có thành phần nhung hưu và rất nhiều loại thảo mộc ở bên trong. Thì quý vị hình dung á, là chúng tôi đem đến cho quý vị là một hộp như thế này nè. Trong một hộp như thế này nó sẽ có là hai hũ nhỏ ở bên trong mà nó là cái chiết xuất dạng cao. Đấy quý vị nhìn này nha, nó có hai cái hũ nhỏ chiết xuất dạng cao. Nó đặc lắm thưa quý vị, nó rất là đặc. Thì chút xíu nữa thì chúng tôi sẽ cho quý vị thấy là nó đặc như thế nào. Nhưng mà quan trọng ngày hôm nay nếu như quý vị làm một cái bài toán kinh tế như thế này nha, mình lấy 599.000 đồng là mức giá chúng tôi đã giảm giá rồi. Mà bây giờ quý vị chia ra đi thì có phải là hôm nay đó là một cái mức giá chỉ có 200 mấy chục ngàn cho một cái hũ thôi, đúng không ạ? Mà quý vị có nhớ rằng là đối với cái sản phẩm này chắc chắn là nhiều quý vị khán giả cũng đã từng biết đến là đã từng thấy trong một cái chương trình đặc biệt nào đó trên VTV Hyundai, và đó chính là chương trình 60 phút vàng thưa quý vị. Trong chương trình đó là chúng tôi bán là gần như là cháy hàng thưa quý vị. Mà trước đây đó nha, là chúng tôi bán đó cũng là bộ sản phẩm này, nhưng chúng tôi chỉ tặng có 10 chai nước uống vitamin C mà thôi. Còn hôm nay quý vị nhìn quà tặng này nha. 20 chai nước uống đông trùng hạ thảo. Đó. Mà thực ra chương trình 60 phút vàng đã là cái chương trình mà siêu trợ giá rồi. Đúng thế rồi. Mà thời điểm đó 60 phút vàng chúng ta thấy quà tặng không nhiều như hôm nay, đúng không ạ? Mà hôm nay chương trình đặc biệt trong ngày Tết chỉ có 30 phút vẹn vẹn thôi. Thế nhưng mà trợ giá còn lên gấp mấy lần. Còn nhiều hơn nữa không ạ? Tại vì chúng ta được giảm rất là nhiều, giảm tới 460.000 đồng rồi. Và mình sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta thấy giảm giá nhưng mà quà tặng thì lại tăng lên. Đấy. Giá thì giảm nhưng mà quà tặng nhiều hơn ạ. Nhiều 20 lắm chai đông trùng hạ thảo ở dạng nước để chúng ta có thể sử dụng. Và quý vị biết đấy, khi mà mình uống á, thì mình lại còn có thêm những cái dưỡng chất để bồi bổ cho cơ thể của chúng ta. Và hôm nay thì một trong những cái chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi rất là nổi tiếng của Hàn Quốc quay trở lại trong một khung giờ đặc biệt. Bây giờ quý vị nhìn mà xem nha. Đây, Hương có một cái hũ này. Hương đã mở ra sẵn rồi nha. Hương mở ra sẵn rồi ạ. Để cho quý vị thấy là cái độ đậm đặc này, Hương nhúng cái muỗng gỗ xuống đây và nó bám lên này. Đó, trời ơi, nó rất là đậm đặc như vậy. Ôi đây đặc, chính quá, là chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi Hương. Và nhung hương của Hàn Quốc nha quý vị ơi. Mỗi một ngày chúng ta nên như thế nào đây ạ? Mình sử dụng một muỗng, một muỗng được rồi. Mình có thể ăn trực tiếp hoặc là mình pha với cả nước ấm. Thì ở đây Hương chuẩn bị một cái ly rất là lớn, tại vì bình thường Hồ uống rất là nhiều nước. Thế cho nên là ngoài cái việc là mình sử dụng chính cái muỗng của cái bộ này nha, thì chúng ta cũng có thể lấy những cái muỗng khác của nhà mình. Tùy quý vị, mình sẽ cho vào nước ấm này. Quý vị nhìn Hương làm nha, cho vào đây. Đó, một muỗng như vậy thôi ạ. Sau đấy thì làm sao? Nó cô đặc mà, quý vị nhìn thấy không? Cho nên là nó không tan ngay đâu ạ. Đấy, quý vị nhìn đúng không? Rồi, vẫn rất là trong này. Đấy, Hương để đi đâu nó cũng rất là trong suốt như thế này. Được chưa ạ? Đó, mình phải làm sao? Mình phải khuấy nó lên thì bắt đầu nó mới tan ra này. Đây, bây giờ mình đưa lên cái chỗ trắng trắng này để nhìn thấy cái màu nước nó thay đổi nhá quý vị ơi.
Đó. Thật ra là chắc là nhiều quý vị khán giả cũng thắc mắc là không biết là cái vị nó có dễ uống hay là không. Tại vì sợ là ví dụ nhân sâm á, nhiều khi nhẫn quá, cô chú ở nhà lớn tuổi nhiều khi không quen uống. Nhưng mà quý vị thấy nè, đó, họ thấy cái màu nó đẹp quá. Đẹp không? Đấy, thơm một quá chị Hương như ơi. Thế này thôi. Thơm quá. Thơm quá, pha cho hồ mà. Tại vì bình thường Hương thì có một cái thói quen là nhiều khi á, mình nhấp luôn bằng chính cái muỗng inox rất là đẹp có sẵn trong bộ, quý vị cũng nhìn thấy chúng tôi bây giờ đó. Nhưng mà ở đây bởi vì hồ thì uống một cái lượng nước khá là nhiều nên là thôi bây giờ mời hồ uống nha. Vâng, cho em xin. Hồ là rất thích cái đoạn này, tại vì sao ạ? Hàng ngày á, mình đã có cái thói quen đấy rồi. Thì ngay kể cả trong lúc chúng tôi làm việc, chúng tôi cũng rất là muốn vừa được thưởng thức nhưng cũng vừa là cách để mình gián tiếp, trực tiếp luôn đấy chứ không phải là gián tiếp. Gián tiếp là gián tiếp tả cho quý vị, nhưng mà trực tiếp là mình bồi bổ cơ thể cho mình luôn. Nó rất là thơm chị Hương ạ, và nó rất là dễ uống thưa quý vị. Quý vị thấy rằng là có cái mùi sâm thì chắc chắn rồi, nhưng mà thoang thoảng đó còn là nhiều cái vị thảo mộc khác á mà mình có thể cảm nhận được thưa quý vị. Và Hồ nghĩ như thế này nè, cái này đó quý vị cứ mỗi ngày quý vị uống đi, uống lần thì không thể nào nói về cái công dụng của nó được. Mỗi ngày quý vị giúp dùm hồn cái, mình uống ly này vào buổi sáng cũng được. À quên nữa, đối với cái sản phẩm này là không uống sau 3 giờ chiều nha quý vị. Tại vì á, nó rất là nhiều bổ dưỡng á, nó sẽ làm cho mình là nhiều năng lượng hơn. Nên là giúp dùm hồn cái, đối với cái sản phẩm ngày hôm nay, nếu như quý vị đầu tư thì phải đầu tư liền đi quý vị. Tại vì đối với sản phẩm này chúng tôi đã giảm lên đến 460.000 đồng cho lần phát sóng này, chỉ còn có 599.000 đồng mà thôi. Nhưng có một cái điều đặc biệt như thế này nè quý vị, trong cái thời gian từ ngày 10 tháng 1 đến ngày là 10 tháng 2 năm 2022, nếu như quý vị mua thêm một đơn hàng nữa thì đối với cái bộ sản phẩm này chúng tôi tiếp tục giảm thêm, chỉ còn có 569.000 đồng mà thôi. Đó, là giảm. Mình cứ càng mua thì được càng giảm nhé. Đây, chưa, đơn thứ ba nha. Đó. Bây giờ quý vị đơn thứ ba nào quý vị ơi, là bao nhiêu? Nếu như đơn thứ ba quý vị đầu tư chỉ còn có 539.000 đồng mà thôi. Wow, nhưng mà chỉ duy nhất trong ngày 10 tháng 1 cho tới ngày 10 tháng 2 năm 2022 thôi nha. Quý vị tranh thủ đặt hàng đi, đây chính là chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi và sâm hươu của Hàn Quốc. Có hai hũ như thế này nha. Mời quý vị đặt hàng nào. Tết Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Đây là chương trình mừng Tết Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà. Đối với sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đó là hai hũ chiết xuất hồng sâm nhung hưu, mức giá chúng tôi giảm cho quý vị lên đến là 45%, chỉ còn có 599.000 đồng mà thôi. Quý vị nhìn quà tặng thử xem quý vị có thích không ạ? 20 chai nước uống đông trùng hạ thảo ngày hôm nay duy nhất một lần trong năm quý vị mới nhận đầy đủ, là vừa mức giảm giá và nhiều quà tặng như thế này nha. Đúng rồi ạ, đã giảm giá 45% nhưng mà lại còn có quà tặng, và quà tặng tăng lên so với những lần chúng tôi bán bộ sản phẩm này. Đúng rồi ạ. Mua từ đơn thứ hai có thể là sản phẩm khác nha. Nhưng mà trong ngày này thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Mức giá được giảm còn 569.000 đồng thôi. Và mua từ đơn thứ 3 cũng có thể là sản phẩm khác không phải bộ này thì giá sẽ là 539.000 đồng. Cùng một khung giờ phát sóng quý vị có thể đặt nhiều mặt hàng khác nhau. Tuy nhiên là nếu như chúng ta sở hữu được kịp thời chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hươu của Hàn Quốc hôm nay thì sẽ là một món quà rất tuyệt vời để có thể bồi bổ cơ thể cho ông bà của chúng ta, cha mẹ của chúng ta và tất cả những cái người thân yêu trong gia đình của chúng ta. Và quý vị biết rằng là hồng sâm mà phải đủ 6 năm tuổi thì mới có đầy đủ dưỡng chất, cung cấp một cái lượng saponin rất là dồi dào cho cơ thể. Và ở Hàn Quốc thì người ta rất hay sử dụng hồng sâm nhiều cách khác nhau, nhưng mà cái dạng cao cô đặc này này thì thứ nhất là nó giữ nguyên được dưỡng chất bởi vì nó có rất nhiều hồng sâm ở trong đó. Cô đặc mà, quý vị thấy không? Đó, mình phải có những cái tác động như khuấy ở trong nước thì mới tan dần ra, rất là đậm đặc luôn. Thứ hai là đậm đặc như vậy nó sẽ tiết kiệm, quý vị ạ. Chúng ta thấy là mình uống mỗi lần chỉ một muỗng nhỏ xíu thôi, thế nhưng mà cái dưỡng chất vào trong cơ thể của chúng ta nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh. Nhân sâm được xem là thế mạnh kinh tế, là niềm tự hào của nền nông nghiệp Hàn Quốc. Nhân sâm vốn được dân gian xem là một trong tứ đại danh vũ dâng lên vua chúa từ ngàn năm về trước. Với khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng màu mỡ là địa thế giúp Hàn Quốc trở thành thủ phủ của ngành sâm. Sâm Hàn Quốc được đánh giá có hàm lượng dinh dưỡng cao và chất lượng tốt. Sâm trồng 6 năm được xem là độ tuổi có nhiều dưỡng chất tốt nhất. Ngành hồng sâm trở thành ngành mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân tại đây. Những củ sâm tươi sau khi được rửa sạch bằng sóng siêu âm sẽ được chưng cất ở áp suất cao, sẵn sàng cho công đoạn sấy khô. Các quy trình đều được quản lý rất kỹ lưỡng. Củ sâm tươi sau khi sấy
sẽ chuyển sắc đỏ nên được gọi là hồng sâm. Ngày nay, hồng sâm được nghiên cứu với nhiều sản phẩm độc đáo, đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm sâm Hàn Quốc thật sự có chất lượng cao. Với nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người, hồng sâm Hàn Quốc được quảng bá, xuất khẩu đến nhiều nơi trên thế giới. Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Quý vị thấy không ạ, rất là nhiều ưu đãi trong dịp đặc biệt Tết Nhâm Dần. Đúng rồi. Khi Tết Nguyên Đán tới ấy, thì chúng ta sẽ dành cho nhau những cái món quà rất là truyền thống, và không phải chỉ là truyền thống của người dân Việt Nam chúng ta, mà đây chính là những cái món quà mà truyền thống từ lâu đời của người dân Hàn Quốc. Tại sao mà Hàn Quốc họ luôn luôn khỏe, họ luôn luôn đẹp và chúng ta luôn luôn ngưỡng mộ bởi những cái người cao tuổi, cao niên, lão niên đó hồ. Trời ơi, trông ai cũng sắc vóc hồng hào ha, da rẻ căng mịn, và mình nhìn vào mình cảm thấy rất là yêu đời. Bởi vì là họ có một cái cuộc sống an sinh tốt này ha, khí hậu tốt, và cũng bởi vì họ có sâm. Và chúng ta thấy rằng là bình thường ở Hàn Quốc thì chúng ta thấy họ hay dùng là gì ạ? Có sâm. Và sâm thì có rất nhiều cách thưởng thức khác nhau. Ví dụ như họ có thể thưởng thức từ sâm núi luôn, những cái củ sâm tươi luôn, hoặc là cũng có thể là bào chế ra thành cái dạng là viên uống hoặc là nước. Đó, còn cái dạng cao cô đặc này này quý vị ơi, nó rất là tiết kiệm. Và khi về tới Việt Nam thì khách hàng Việt Nam của chúng ta cũng cực kỳ thích. VTV Hyundai đã từng bán bộ này rồi ạ. Quý vị, các cô chú, anh chị có nhớ không ạ? Chúng ta đã từng tư vấn cho nhau bộ này trong chương trình đặc biệt là 60 phút vàng. Nhưng ở thời điểm ấy thì chương trình có combo có giống như thế này không ạ? Không giống đâu ạ. Quà tặng lúc đó cũng với bộ này, hai hũ này, chỉ là 10 chai vitamin C thôi ạ. Mà mức giá thì cũng tương đương rồi. Thế mà hôm nay giá giảm nhưng quà tặng tăng. Tại sao lại nói như vậy ạ? Tại vì với bộ sản phẩm này mua đúng khung giờ ngày hôm nay được giảm rất nhiều ạ, giảm rất khủng luôn, nhưng quà tặng thì lại gấp đôi luôn, phải không Hồ? Đúng rồi, chúng tôi giảm cho quý vị là 460.000 đồng, rồi chúng tôi tặng thêm cho quý vị quà tặng gấp đôi cho quý vị luôn nha quý vị. Giảm đến 460.000 đồng quý vị nha, tức là bây giờ chỉ còn có là 599.000 đồng mà thôi. Quý vị hình dung là như thế này nè quý vị. Cái mức giảm này á, nếu như mà quý vị đi ra bên ngoài quý vị mua, dễ gì mà có, dễ gì mà có cái mức giảm này, phải không ạ? Rồi, tặng thêm cho quý vị là 20 chai nước uống đông trùng hạ thảo ngày hôm nay. Thì họ hỏi quý vị nè, mùa Tết, nói thật sự mà nói nha, mua cái này về làm quà rất là quý rồi, mà nhiều khi mình chia ra cũng được nữa. Ở trong đây nó có hai hũ thì mình chia nhà người này một hũ, nhà người kia ngủ cũng được nữa quý vị, nó rất là tiết kiệm. Rồi 20 chai nước uống đông trùng hạ thảo này quý vị lại tiếp tục quý vị chia ra nữa, để cho quý vị thấy rằng là coi như mình mua một cái đơn hàng chỉ có 500 mấy thôi, mà mình có thể là mình chia ra được, mình tặng người này ít, tặng người kia một ít, thì đây là một cái bài toán rất là tiết kiệm cho cái đợt Tết này. Tại vì quý vị tính mà xem, Tết năm nay có phải là nhà ai mình cũng sẽ hay gặp cái vấn đề là chi phí nó có điều là hơi hạn hẹp so với những cái năm khác, đúng không ạ? Nhà Hồ cũng vậy thôi. Nhưng mà hôm nay á, năm nay nè, thì thôi mình cũng muốn là Tết cho nó trang hoàng, ai cũng vui vẻ tí xíu. Nhà này có một chút quà, nhà kia có một chút quà, thì chỉ với 500 mấy chục ngàn đồng mà thôi, quý vị rinh ngay về những cái món quà này, chia nhau ra tặng. Đó là cái lý do mà tại sao họ nói rất kinh tế là chỗ này. Đúng rồi, nó vừa sang ạ, và nó vừa tốt cho sức khỏe. Cuối năm vừa rồi thì có thể là chúng ta cũng đã gặp nhau, chúng ta cũng đã đoàn tụ gia đình một vài lần rồi, đúng không ạ? Để chúng ta có thể chia tay năm cũ. Đầu năm mới mình cũng sẽ có những cái bữa tiệc để chào đón năm mới. Rồi nhiều khi á, sau một cái quá trình ví dụ như là dịch
dã chẳng hạn thì chúng ta gặp lại nhau chúng ta rất là vui, và chúng ta sẽ có nhiều bữa tiệc, trong bữa tiệc đó sẽ có rất nhiều những món ăn ngon. Đúng ngon rồi. Đấy, nhưng mà liệu có hoàn toàn là những món ăn tốt cho sức khỏe không, nó có đọng lại trong cơ thể của chúng ta vấn đề gì không? Thế thì đây là một cái cách để chúng ta có thể bồi bổ lại nha, hồi phục lại cơ thể của mình, tái tạo lại năng lượng và cho đầy đủ mọi lứa tuổi trong gia đình luôn. Về quê chưa có quà gì thì đây ạ, đây đúng chính rồi. Là quà đây ạ. Giá tốt như thế này thì chúng ta không chỉ mua một món mà chúng ta sẽ mua được nhiều món. Đúng quý rồi vị ạ. Nhớ là nha, hôm nay trong chương trình đặc biệt này thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Cái mức giá ưu đãi ạ là 599.000 đồng, tức là mức giá đây là đã được giảm nha. Và giảm đến bao nhiêu ạ? Giảm đến 460.000 đồng, tức là cái mức giá giảm đến tận cái đơn thứ 3 của quý vị đó. Đúng rồi. Mua từ đơn thứ 2 giảm 5%. Mua từ đơn thứ 3 giảm 10%. Đó, quý vị nhớ nha. Và cái đơn thứ 2, đơn thứ 3 này thì có thể sẽ là một món khác, đúng không nào? Đúng rồi. Nói chung là như thế này nè, có thể là trong cái khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2, quý vị mua là có thể là đơn thứ nhất, đơn thứ hai, bất kỳ một cái sản phẩm nào cũng vậy. Thì tới cái đơn thứ 2 quý vị được giảm 5%, đó. Tới cái đơn thứ 3 quý vị được giảm là 10%. Hồi nói ví dụ nha, nếu như mà hôm nay đó quý vị mua cái bộ sản phẩm này là đơn thứ 2 thì lẽ ra mức giá là bao nhiêu ạ? 599.000 đồng. Thì bây giờ do nó là đơn thứ 2 mà nên chúng tôi giảm cho đúng quý vị rồi là 569.000 đồng. Đó. Còn nếu như hôm nay quý vị mua là đơn thứ 3. Cái bộ này là đơn thứ 3 rồi. Đây, thì trong chúng tôi giảm cho quý vị tới 10% là chỉ còn có 539.000 đồng mà thôi. Nói chung là rất tiết kiệm, mà hỏi 539.000 đồng mà mình tới 2 hũ luôn mà. 2 hũ chứ đâu phải 1 hũ đâu, phải không ạ? Nên là hôm nay mua gấp dùng hồ đi nha, tại vì số lượng quà tặng cũng có hạn quý vị ơi. Đúng rồi ạ, số lượng quà tặng có hạn và cái khoảng thời gian để chúng ta có thể có những món quà này nó chỉ vẻn vẹn từ ngày 10 tháng 1 cho tới ngày 10 tháng 2 năm 2022 mà thôi. Mà trong khoảng thời gian đó sẽ có biết bao nhiêu những sản phẩm được tung ra tại VTV Hyundai để chúng ta chào đón Tết Nhâm Dần. Đúng thế rồi. Thì nếu như không mua bây giờ sẽ không có lúc nào để chúng ta có cơ hội đón một cái Tết thật là hạnh phúc, thật là viên mãn với những món quà đặc biệt. Nào, bây giờ mình sẽ cùng xem cả combo ngày hôm nay mình mua được sẽ có những gì quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình và sẽ cùng xem là dịp đặc biệt này sẽ có nhiều điều đặc biệt gì nhé. Tết Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Quý vị ơi, mua hàng chưa ạ? Đặt hàng chưa ạ? Quà Tết về quê, giá tốt về nhà là đây rồi. Hôm nay chúng tôi đem đến cho quý vị một mức giảm giá lên đến 45% đối với nhà cung cấp, đối với một cái hũ. Hai hũ thưa quý vị, một hộp gồm hai hũ nha, chiết xuất hồng sâm Nhung Hưu là giá gần 1 triệu đồng ở ngoài thị trường họ đang bán, mà hôm nay chỉ còn có 599.000 đồng cho một hộp hai hũ chiết xuất cao hồng sâm Nhung Hưu như thế này, mà duy nhất một lần trong năm chúng tôi tặng cho quý vị 20 chai nước Đông Trùng Hạ Thảo ngày hôm nay. Một cơ hội mua sắm phải nói là quá tuyệt vời, phải không ạ? Chưa dừng lại ở đó nữa, nếu như ai mua đơn hàng thứ hai, đơn hàng thứ ba còn được mức giảm giá từ 5% đến 10% nữa nha. Đó, quý vị có thể nhìn mức giá của đơn hàng thứ hai hoặc đơn hàng thứ ba. Nếu hôm nay bộ này rơi vào đơn thứ hai thì giá là 569.000 đồng. Nếu bộ này của quý vị rơi vào đơn thứ ba trong cái khoảng thời gian này thì giá sẽ là 539.000 đồng. Rất là ưu đãi, giá thì giảm nhưng quà tặng thì tăng, bởi vì mình sẽ có tới 20 chai nước uống Đông Trùng Hạ Thảo. Nói về nhân sâm thì chúng ta nói ngay tới Hàn Quốc rồi ạ, thủ phủ của sâm với rất nhiều những loại sâm được lựa chọn từ thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp. Và sau đấy thì chúng ta thấy là những củ sâm đẹp như thế này, nhiều dưỡng chất như thế này sẽ được trưng cất hấp qua rất nhiều lần để trở thành hồng sâm. Và nhân sâm đủ 6 năm tuổi thì mới là sâm có nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Và quý vị thấy đấy, có một lượng saponin dồi dào từ hồng sâm là phải trải qua rất nhiều khâu. Nhà máy cũng rất là hiện đại, khép kín, quy trình sản xuất phải nói là mơ ước của rất nhiều đất nước. Thế thì Hàn Quốc là thủ phủ của sâm, vậy thì tại sao chúng ta lại không tìm đến sâm của Hàn Quốc để sử dụng ạ? Đây chính là một cơ hội để mình có thể sử dụng được chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi. Nhưng điều đặc biệt là còn kết hợp thêm cả chiết xuất hương hương nữa. Quý vị biết là những chú hươu thì nó sẽ có những cái sừng non, và vào một cái mùa đặc biệt thì những cái sừng non nó sẽ nhú ra và mình sẽ thu hoạch những cái dưỡng chất từ cái sừng non đó, không tổn hại gì tới con hươu cả. Và những cái dưỡng chất từ cái sừng non của con hươu này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Bởi vậy cho nên người Hàn Quốc cũng đã rất tinh tế khi kết hợp cả cái thành phần nhung hươu này
vào trong hồng sâm 6 năm tuổi để chúng ta có thể có cơ hội bồi bổ cơ thể, hỗ trợ rất nhiều những cái vấn đề cho sức khỏe, tái tạo lại năng lượng cho chúng ta, đem lại cho chúng ta một sự tỉnh táo. Và nhiều khi trong nhà có người lớn tuổi, mình cũng nên khuyến khích ông bà cha mẹ của chúng ta hàng ngày chăm chỉ uống hồng sâm 6 năm tuổi cùng với cả thành phần nhung hương. Đây là bộ sản phẩm sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, dùng rất là tiết kiệm. Bởi vì mua một lần, mình có tới 2 hũ chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hương của Hàn Quốc, dạng cao cô đặc. Cho nên mỗi một lần, quý vị nhìn mà xem nhé, khi mà mở cái hũ này ra này, bên trong nó là cái dạng cao. Đó, lấy một muỗng, muỗng này có trong bộ đó luôn ạ. Mình phải khuấy ra thì nó mới tan ra vì nó cô đặc mà. Cho nên là dùng rất là lâu, hai hũ này dùng cực kỳ lâu. Mình có thể là chia sẻ cho nhau trong gia đình sử dụng cũng được. Chắc chắn là như vậy rồi. Mà quý vị có thể thưởng thức cái sản phẩm này giống như là mình thưởng trà vậy đó quý vị. Rồi song song bên cạnh đó, quý vị có thể là để vào đồ ăn như một cái cách mà mình nêm nếm đồ ăn của mình. Hôm nay đó, quà tặng ngày hôm nay phải nói rất là có giá trị nha. Chúng tôi tặng cho quý vị là 20 chai nước uống đông trùng hạ thảo ngày hôm nay. Chúng tôi đã từng nói là chúng tôi đã bán cái bộ sản phẩm này rồi. Và lần trước quà tặng chỉ có 10 chai vitamin C thôi. Mà hôm nay đó chúng tôi tặng cho quý vị là tới 20 chai nước uống đông trùng hạ thảo lần. Mà cái mức giảm giá của bộ sản phẩm này từ một cái mức là gần 1 triệu thì bây giờ chỉ còn có 599.000 đồng là mình đã có ngay một cái hộp rất là đẹp, rất là sang. Một cái sản phẩm đến từ Hàn Quốc như thế này. Bên trong hộp thì nó sẽ có là hai hũ chiết xuất cao hồng sâm 6 năm tuổi có thành phần nhung hương quý vị nha. Rồi hôm nay quà tặng lại là 20 chai nước uống đông trùng hạ thảo nữa. Mà mức giá ngày hôm nay Hồ nó thật sự là quá là hời luôn. Mình không cần phải suy nghĩ vì nhiều, mình cũng có thể đầu tư ngay. Đầu tư chứ ạ, tại vì cái khoảng thời gian mà để chúng tôi cung cấp những bộ sản phẩm như thế này nó vẹn vẹn từ ngày 10 tháng 1 cho tới ngày 10 tháng 2 năm 2022 thôi ạ. Tết Nguyên đán chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Những ngày Tết truyền thống quý vị nhìn này, khi mà mình bày biện ấy, mình cũng thấy có rất là nhiều những cái không khí nó đậm chất Việt Nam. Ví dụ như bánh tét, bánh chưng, dưa hấu đỏ đúng không ạ? Người ta thường nói là khách tới nhà không trà thì bánh. Nhưng mà khoảng thời gian trở về đây á, quý vị thấy là khi mà tới nhà ai chơi á mà họ mời mình những cái đồ uống như là linh chi ha, táo đỏ ha, hay là sâm ha, trời ơi mình cảm thấy chứ. Mình được trân trọng lắm. Đúng rồi. Đúng không? Họ phải yêu quý mình lắm ấy, họ mới mời uống những cái ly như vậy. Thế thì quý vị thử tưởng tượng xem là bây giờ khách chuẩn bị tới nhà chúng ta chơi này, năm nay mùng 2 Tết, mùng 3 Tết, mùng 4 Tết mình sẽ đón những ai ạ? Và khi họ đến thì những người lớn sẽ ngồi với nhau, trẻ con sẽ ngồi chơi riêng với nhau, thì những người lớn quây quần lại mỗi người một ly nhỏ. Trong đấy là gì ạ? Là một muỗng chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hương. Trời ơi, mời nhau những ly đồ uống như vậy có phải là cả một năm sung túc và sức khỏe phải không nào? Đúng rồi, và thay vào đó là những cái lời chúc đó quý vị, những cái lời chúc về sức khỏe cho nhau. Và quý vị yên tâm là như thế này nè, Hầu biết là năm nay chắc là nhiều người cũng không về quê được, thì hãy gọi điện về tổng đài của chúng tôi, nói cho chúng tôi biết là địa chỉ mà quý vị muốn trao gửi những cái tình yêu của mình, chúng tôi sẽ đem đến, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi đến cho quý vị luôn. Quý vị yên tâm là như thế này nè, đối với sản phẩm mà chúng tôi giao đó là phải đầy đủ hết nha. Một hộp bao gồm hai hũ chiết xuất cao hồng sâm như thế này, thêm vào đó phải là 20 chai nước uống đông trùng hạ thảo, và quý vị chỉ có chi trả một mức giá là 599.000 đồng mà thôi. Nhưng mà đặc biệt nếu như đây là đơn thứ hai thì mức giá giảm được 5%, mà nếu như đây là đơn thứ ba thì mức giá tiếp tục giảm chỉ còn có là bao nhiêu ạ? 539.000 đồng mà thôi. Nói chung là rất rất nhiều ưu đãi. Chương trình thì thời gian có hạn, chỉ có 30 phút mà thôi. Mà nếu như nói nhiều quá cho quý vị về cái công dụng thì Hồ sợ là quý vị không đặt hàng kịp. Nên là bây giờ nhấc điện thoại lên giùm Hồ, gọi điện tổng đài của chúng tôi nha, để đặt hàng ngay, không thôi là kẻo lỡ quý vị ơi. Đúng rồi ạ, thời gian bây giờ tính bằng giây rồi ạ. Chúng tôi cũng đã nghe rất nhiều thông báo là có nhiều cuộc gọi tới lắm rồi ạ. Cứ cố gắng gọi nhá. Nếu mà máy bận thì chúng ta cũng có nhiều cách khác để đặt hàng, tự nhiên truy cập vào web của VTV Hyundai cũng được ạ. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một sức khỏe dồi dào và gia đình luôn luôn vui vẻ đầm ấm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.